Nước Pháp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest. Great Việt Nam xin chào các bạn. Các bạn thân mến, triển lãm ảnh về 14 cựu du học sinh Việt Nam trở về từ Pháp vừa được lãnh sự quán Pháp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó có người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest là Nguyễn Thị Thanh Nhã. Tất cả những bức ảnh này được trưng bày trên tường tư dinh của Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm không chỉ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao gần 9 km. Nguyễn Thị Thanh Nhã là gương mặt của nhiều bạn trẻ Việt Nam đã từng học tập tại Pháp và thành công trong sự nghiệp tại Việt Nam. Trong buổi lễ khánh thành triển lãm, Tổng lãnh sự Pháp, bà Emmanuel Pavillon Grosjean cũng đã tiết lộ 63 suất học bổng được cấp cho người Việt Nam. Trong đó có 17 suất dành cho khu vực miền Nam Việt Nam sang Pháp học tập. Bà Emmanuel Pavillon Grosjean thông tin thêm, tại Pháp hiện có rất đông du học sinh Việt Nam. Mỗi du học sinh Việt Nam sang Pháp học, hiểu về nước Pháp sẽ có lợi thế vì người đó cũng đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam. Từ đó có thể củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp. Người đó cũng có thể đóng góp vào việc mở ra các lĩnh vực hợp tác song phương mới. Bà Emmanuel Pavillon Grosjean cũng cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam sang học tập tại Pháp cũng như sinh viên Pháp tại Việt Nam để đón nhận thêm được nhiều tài năng như người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest Nguyễn Thị Thanh Nhã. Là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao gần 9 km, Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết, tôi luôn phải theo đuổi ước mơ bằng cách này hay cách khác, và rằng kinh nghiệm của tôi có thể là một tấm gương cho những người khác trong việc thực hiện những khát vọng của mình. Nguyễn Thị Thanh Nhã, thạc sĩ ngành luật ở Đại học Sorbonne Pháp, hiện là luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh, đã chinh phục nhiều ngọn núi tại các châu lục trên thế giới trong vòng 5 năm qua. Đầu năm 2022, chị đã chinh phục Vincent Matrip, ngọn núi cao nhất châu Nam Cực. Tháng 4 năm 2022, Thanh Nhã sang Nepal thực hiện hành trình chinh phục nóc nhà thế giới Everest, cao 8.848,86m. Ngày 11 tháng 5, Thanh Nhã chính thức bắt đầu leo Everest từ trạm nền Base Camp. Mỗi ngày cô lần lượt lên đến trạm 3, 4. Lúc 19:55 tối ngày 15 tháng 5, Nhã bắt đầu bước vào đoạn quan trọng nhất, Summit Boot, chặng cuối lên đỉnh. Thanh Nhã chia sẻ, nhờ thời tiết thuận lợi, tôi theo chặng cuối rất nhanh và còn đi qua được một số người leo núi khác để đặt chân lên đỉnh 8.849m của Everest vào lúc 3:30 sáng ngày 16 tháng 5. Tôi đang đợi thông tin chứng nhận có thể mình là người đầu tiên lên đỉnh trong ngày hôm đó. Cũng nhờ thời tiết tốt, Thanh Nhã đã ở trên đỉnh một thời gian dài hơn dự định, tận hưởng thành công của cả hành trình gian nan, vất vả, với nhiều thử thách và hy sinh, thời gian, công sức. Cô chụp hình chung với người Sherpa leo núi đồng hành, rồi bắt đầu xuống núi. Thanh Nhã bày tỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ và chuẩn bị cho chuyến chinh phục Everest từ suốt 5 năm qua. Cùng 2 tháng cao điểm cho hành trình này, tôi cảm giác thật hạnh phúc khi lên đỉnh Everest. Ngày 20 tháng 5, Thanh Nhã thông báo chị đã xuống núi an toàn sau hành trình chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.848,86m và có thời gian nghỉ ngơi tại trạm căn cứ nền Everest EBC, độ cao 5.364m trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5 để phục hồi sức khỏe. Nhã nói trong niềm vui, giờ tôi chỉ muốn trở về Việt Nam sớm nhất có thể để ăn những món ngon quê nhà như phở, bún bò, ốc cùng bạn bè. Sau khi đi trek từ Lucca đến EBC suốt 8 ngày, từ tháng 4 năm 2012, Thanh Nhã bắt đầu dành vài tuần tập leo Everest theo phương pháp xoay vòng lên xuống bắt buộc để cơ thể thích nghi dần với các độ cao. Ngày 11 tháng 5, đội mũ bảo hộ có quốc kỳ đỏ, sao vàng và tên mình, chị bắt đầu chính thức hành trình chinh phục đỉnh Everest. Nhã kể, mỗi ngày tôi đến được một trại rừng, base camp, đúng kế hoạch, và đến tối ngày 15 tháng 5 thì bắt đầu chinh phục vùng chết, Disjun, tức từ độ cao 7.950m lên đến đỉnh núi. Nhờ thời tiết thuận lợi, tôi đi khá nhanh để lên tới đỉnh vào lúc 3:30 sáng ngày 16 tháng 5. Hiện tôi chờ được xác nhận mình là người đầu tiên lên đỉnh Everest trong ngày 16 tháng 5. Hành trình lên đỉnh Everest cao 8.848,86m, số liệu đo mới nhất của thế giới, của Nhã, chỉ gặp vài sự cố nhỏ, song may mắn không gặp chấn thương. Chị nhớ lại, tôi vượt qua được khu vực thác băng Khumbu nguy hiểm nhất,
đến vách đá Hillary ở độ cao 8.790m thì do nhìn thấy nhiều thi thể người leo núi thiệt mạng và đóng băng trong quang cảnh rất điều hưu, vắng lặng nên tôi có phần bị ảnh hưởng tâm lý. Bù lại, khi lên tới đỉnh Everest gặp thời tiết đẹp, sức gió 5 km/h, nhiệt độ âm 20 độ C, nên Nhã có cơ hội hiếm có là trụ lại ở đỉnh được khoảng gần 1 giờ đồng hồ để tận hưởng cảm giác chinh phục nóc nhà thế giới. Mục tiêu mà cô đã mơ ước suốt 5 năm qua, với kỷ luật sắt và việc dành thời gian tập luyện thể lực, kỹ thuật leo núi đều đặn 3 tiếng đồng hồ mỗi sáng. Khi được hỏi Everest trong mắt chị như thế nào, Nhã nói, rất hùng vĩ và tuyệt đẹp như chốn siêu thực, tôi như lạc vào một thế giới khác. Chuyến đi này còn có một chi tiết rất thú vị. Ngày Thanh Nhã trở thành phụ nữ Việt đầu tiên lên đỉnh Everest cũng trùng với ngày 16 tháng 5 năm 1975, tức 47 năm về trước, bà Junko Tabei, Nhật Bản, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục Everest. Junko Tabei cũng chính là người phụ nữ đầu tiên chinh phục 7 ngọn núi cao nhất của 7 lục địa, gọi là Thất Đỉnh. Đây cũng là giấc mơ cuộc đời như Nhã nói. Kể từ khi bén duyên với bộ môn leo núi, Nhã đã lần lượt chinh phục 6 đỉnh. Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi. Aconcagua, cao nhất Nam Mỹ. Elbrus, cao nhất châu Âu. Kim tự tháp Gartens, cao nhất châu Đại Dương. Vision Massif, cao nhất Nam Cực. Và Everest. Nhã thổ lộ, tôi hy vọng sẽ leo đỉnh Denali cao nhất Bắc Mỹ 6.190m vào năm 2023. Nếu làm được điều này, Nhã sẽ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chinh phục Thất Đỉnh. Người phụ nữ thế hệ 8X này bày tỏ quan điểm, chinh phục các ngọn núi cao chính là chinh phục bản thân mình. Khi bước lên nóc nhà thế giới, nhìn không gian bao la, Nhã thầm biết ơn Everest cũng như những ngọn núi khác đã cho phép tôi được đặt chân đến và chiêm ngưỡng thế giới tuyệt đẹp này. Có những chuyến mạo hiểm gặp nhiều trắc trở, tưởng chừng không đi nổi hay phải quay lại giữa chừng. Song Nhã nói rằng chị chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc và thành công. Trong đêm chị lên đỉnh Everest, cha mẹ ở nhà đã thức trắng để nghe thông tin cập nhật hành trình của cô con gái, vốn có bề ngoài liễu yếu đào tơ, tiểu thư đài các. Hơn nữa, Thanh Nhã hy vọng với sự kiện này, Việt Nam này đã có phụ nữ đầu tiên chinh phục Everest. Sẽ làm cho nhiều người Việt quan tâm hơn đến bộ môn leo núi, cũng như dấn thân vào những chuyến phiêu lưu, trải nghiệm thử thách ở những vùng đất xa xôi trên thế giới. Mở rộng nhân sinh quan, vượt qua sự sợ hãi lẫn những giới hạn thử thách bản thân. Cần phải rắn tay hành động là quan điểm sống của Thanh Nhã. Nhã cho rằng để thành công, các bạn trẻ cần phải rắn tay hành động để biến ước mơ thành hiện thực, chứ không chỉ ngồi đó mơ suông. Nhã cũng là người thừa hưởng niềm đam mê đọc sách từ thuở bé, từ người cha và hiện chị sở hữu bộ sưu tập sách quý có hạng trong giới sưu tầm sách tại Việt Nam. Nhã tiết lộ, trong mỗi chuyến phiêu lưu mà nhiều chuyến kéo dài đến cả tháng ở những vùng đất khỉ không ho, cỏ không gáy. Ngoài những lúc băng đèo lội suối, đa số thời gian rảnh rỗi trong ngày còn lại mình dành để đọc sách. Tận dụng mọi cơ hội học hỏi, phát triển bản thân bằng một con đường đúng đắn với tiêu chuẩn thành công riêng chính là niềm hạnh phúc của Nhã. Chị cũng cho rằng nếu chúng ta có tâm thế rộng mở, tự do, chấp nhận trải nghiệm và cả những sai lầm nếu có, thì sẽ tìm ra nhiều hướng đi dẫn đến thành công và gặt hái ước mơ trong cuộc sống. Những chia sẻ của Nguyễn Thị Thanh Nhã, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, có lẽ đã truyền động lực, sự tự tin cũng như nguồn cảm hứng dâng tràn cho phụ nữ và thế hệ trẻ Việt Nam. Các bạn nghĩ sao về quan điểm của Thanh Nhã về cuộc sống cũng như những ước mơ lớn lao của cô gái này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh Grab Việt Nam.